chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một vài thông tin về cái việc mà chúng ta sử dụng và bảo quản cái màn chiếu di động. Ở đây tôi được hành trên màn chiếu di động 80, có kích thước là 1,5 m x 1,5 m. Thì chúng ta được biết thì cái màn chiếu di động thì có hai phần chính, đó là phần thân màn và phần chân. Và có một điểm lưu ý, đó là hai cái phần này chúng ta hoàn toàn có thể tháo rời ra được trong một số trường hợp. Thì chúng ta có thể tháo rời hai cái thiết bị này ra bằng một cái khóa rất là đơn giản. Việc mà chúng ta sử dụng thì cũng khá đơn giản. Đối với cái màn chiếu có chân di động thì nó có hai khóa, là khóa trên và khóa dưới này. Thì cái việc đầu tiên là chúng ta thực hiện cái việc là chúng ta sẽ cái chân ra cho nó thẳng vào cái thế giữa cái màn chiếu. Sau đó chúng ta kéo nhẹ cái trụ đỡ màn bên trên và chúng ta mở cái khóa dưới ra. Mở khóa bên dưới, sau đó chúng ta xoay nhẹ màn sang phía bên trái. Và bước tiếp theo là chúng ta tạm khóa cái khóa phía bên dưới lại để nó giữ cái màn nó không bị tụt xuống đất. Và chúng ta sử dụng tay, chúng ta kéo nhẹ cái phần mắt khóa này lên trên. Đối với cái màn chiếu 8 ly này, chúng ta có thể tăng giảm chiều cao tùy thích và tối đa là có thể đạt được đến 2m hoặc 2m2 chiều cao. Thì tùy những cái khu vực, tùy diện tích mà chúng ta có thể tăng giảm cái chiều cao cho nó phù hợp, để làm sao đảm bảo được cái góc nhìn nó tối ưu nhất, người ngồi xa nhất và người ngồi gần nhất vẫn có thể quan sát rõ hình ảnh chúng ta chỉnh chiếu. Hai cái khóa này chúng ta có thể chỉnh lên cao thấp tùy ý. Và khi mà chúng ta không chỉ định mới thì cái việc mà bảo quản màn và các cái cũng có một số lưu ý, đó là đối với bất kỳ cái màn chiếu đậm màu thì phía trên đầu màn chiếu này phải được có cái lỗ để chúng ta khóa màn. Chúng ta kéo nhẹ cái thân cái cây dưới màn lên, kéo lên trên, sau đó chúng ta khóa một lỗ. Sau đó chúng ta thực hiện thao tác ngược lại giống ban đầu, chúng ta khóa nhẹ hai cái khóa này. Khi mà chúng ta đã làm những cách rồi thì khóa trên này nó khóa rồi thì chúng ta có thể dễ dàng mang cái màn chiếu này đi, rất là đơn giản. Trong một số trường hợp nếu chúng ta chở màn đi thì chúng ta cần thiết có thêm cái dây hoặc băng keo, chúng ta buộc cái chân này để đảm bảo trong quá trình chúng ta vận chuyển thì cái màn chiếu và cái chân này nó không bị bung ra gây mất an toàn cho chúng ta. Và như vậy tôi đã hướng dẫn với các bạn một số cái thao tác cơ bản để việc sử dụng và bảo quản màn chiếu di động. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.